Đàn ông với phụ nữ khác nhau điều gì? Một, não đàn ông là não trái, do đó suy nghĩ logic. Não phụ nữ là não phải phát triển, do đó suy nghĩ đa chiều, đa màu sắc. Cái thứ hai, đã gọi là đàn ông là gì? Là đầu đàn, là đàn trên. Do đó là đàn ông biểu tượng trưng cho phái mạnh. Phụ nữ là gì? Tượng trưng cho phái yếu. Khổ cái tượng trưng cho phái yếu nhưng mà là cái người sinh ra đàn ông. Vì trong cuộc đời này cả đàn ông, phụ nữ đều bắt đầu sinh ra từ phụ nữ. Bởi vì phụ nữ là phái yếu nhưng phải vượt qua một hành trình sinh nở. Do đó vừa là phái yếu nhưng vượt qua hành trình sinh nở, do đó bản thân vũ trụ đã ban tặng cho người phụ nữ có trái tim yêu thương và thấu hiểu rất là nhiều. Tại sao có trái tim yêu thương và thấu hiểu? Bởi vì khi chúng ta mang nặng, đẻ đau một hài nhi nào đó trong người, chúng ta sẽ dễ dàng cảm thương và thương xót với hài nhi đó. Chính vì vậy, khi vũ trụ sinh ra người phụ nữ là chúng ta có khuynh hướng chăm sóc từng giấc ngủ, từng lời ăn, từng tiếng nói, từng biểu hiện, từ cách đi đứng nằm ngồi, hay nói đúng hơn chúng ta chăm chồng của chúng ta giống như chăm con của chúng ta vậy. Chuyện gì sẽ xảy ra, tất cả người đàn ông và phụ nữ đều lo cái ngôi nhà nhỏ của mình. Không thể đâu ạ. Nếu ngôi nhà nhỏ của mình có người phụ nữ lo thì ngôi nhà lớn phải có người đàn ông lo. Và tôi rất là thích câu nói của bố chồng tôi: đàn ông xem thế giới là nhà, đàn bà xem nhà là thế giới. Do đó khi cô ấy có cơn cảm xúc dâng trào, bạn hãy ngồi lắng nghe cô ấy. Bởi vì khi cảm xúc dâng trào, cô ấy cần được giải quyết. Và khi cô ấy giải quyết thì những vấn đề khác không có xảy ra nữa. Còn nếu như mà cô ấy không có cơ hội giải bày thì bạn phải biết rằng tất cả mọi thứ sắp xếp trong nhà bạn sẽ ngay lập tức bị đảo lộn. Bởi vì trong trái tim của người phụ nữ, chồng, con, vật dụng, nội ngoại, công việc nó đều như nhau hết. Nó là những ngăn tổng hòa trong trái tim cô ấy, và chỉ cần một ngăn tổn thương thì cô ấy sẽ loạn nhịp hết tất cả các ngăn đó. Chính vì vậy người đàn ông thương vợ mình đừng để trái tim loạn nhịp. Khi cô ấy bức xúc nghĩa là cô ấy cần được bày tỏ. Tôi khuyên mặc dù trong lớp học này rất ít đàn ông nhưng hãy nghe cô ấy nói, chỉ nghe thôi, thế là cô ấy được giải quyết. Còn người phụ nữ cũng rút kinh nghiệm ở cái việc này là biết rằng là người đàn ông mình là não trái phát triển thì làm ơn sắp xếp ngăn nào ra ngăn đó giùm. Làm ơn nói câu chuyện trường học thì trường học, sự nghiệp thì sự nghiệp, gia đình là gia đình. Đừng cho tất cả các ngăn đó trộn lẫn vào nhau. Người đàn ông không có năng lực nghe cái đó. Chính vì vậy họ nghe một lần thì họ còn chấp nhận. Họ nghe một tháng thì họ còn chấp nhận. Và họ nghe đến 2 năm thì họ bụi thật. Và tại sao chúng ta thấy hôn nhân chỉ có hạnh phúc trong 1 cho đến 2 năm đầu, hoặc 1 tháng cho đến 1 tuần đầu? Bởi vì năng lực nghe của người đàn ông có giới hạn, vì não họ logic, họ không thể nào nghe một cách phức tạp đa chiều. Hãy nâng cái người đàn ông mình đúng bản lĩnh của người đàn ông, bởi vì tầm nhìn của người đàn ông rất xa, không có giống như phụ nữ chúng ta. Bởi vì thế giới của người đàn ông là thế giới bên ngoài. Thế giới người phụ nữ chỉ hạn hẹp trong một gia đình. Và đặc điểm nữa của người đàn ông là tự do, giống như em Trang nói. Một trong những yếu tố của người đàn ông vì sao người ta tự do, đơn giản thế thôi, người ta không phải là sinh nở. Và người nào can thiệp quá nhiều người đàn ông, họ sẽ cảm thấy mất khung trời tự do. Tại sao họ tự do? Bởi vì não họ là logic. Tại sao họ tự do? Lâu nay họ tìm hiểu thông tin. Chúng ta sẽ thấy tại sao người đàn ông nghiện tivi hơn phụ nữ. Tại sao người đàn ông nghiện báo hơn phụ nữ? Tại sao người đàn ông nghiện công nghệ hơn phụ nữ? Tại sao người đàn ông nghiện game hơn phụ nữ? Tại sao người đàn ông thử thách hơn phụ nữ? Tại sao người đàn ông
thích ra ngoài chiến đấu hơn phụ nữ. Bởi vì sinh ra người thằng ông phải tìm hiểu cả thế giới để là bờ vai, là chỗ dựa, là cái đấng thiêng liêng để người phụ nữ nương tựa vào. Vậy phụ nữ chúng ta là đóng vai phụ thôi, nhưng rất nữ tính. Chúng ta có thể mạnh mẽ ở đâu cũng được, không sao hết. Về nhà đóng vai đúng nghĩa là phụ nữ. Bởi vì nếu như quý vị đóng vai là người đàn ông trong gia đình, thì hai người dương đấu với nhau chả có lợi ích gì. Và các bạn càng đấu thì vì người đàn ông lỡ có con với các bạn rồi, họ phải lùi lại. Nhưng nếu họ lùi lại thì không phải là bản chất của họ. Và khi họ lùi lại, bản tính dương của họ lại biến thành bản tính nữ. Và khi bản tính dương của họ biến thành bản tính nữ thì sao ạ? Thì hai người phụ nữ trong nhà lại cũng đấu nhau, thế là ghen hờn nhau. Còn nếu như người phụ nữ cương lên là dương, hai người dương trong gia đình cũng lại cương với nhau. Dương với dương cương nhau, nữ với nữ cương nhau. Chúng ta hãy làm đúng vai trò. Nữ là nữ, nam là nam. Nam là tự do, là mạnh mẽ, là phải mạnh. Nữ là gì? Là phải yếu.